anh em thấy biển này có gì đặc biệt? Chiếc xe động cơ Thái độc nhất Việt Nam luôn. Không có cái chiếc xe có biển thứ hai như thế này. Dấu vết của thời gian. Anh em có đoán được cái biển số nó có ý nghĩa nào? Comment bên dưới video nhé. Các anh em tí nha.